Hi, xin chào mọi người đến với kênh YouTube của Mr. Trang For Bình Triệu ha. Hôm nay Trang xin giới thiệu tới mọi người cái phiên bản xe Ranger Wildtrak 2 cầu. Phiên bản này là phiên bản full ha. Hiện tại giờ thì khách hàng mà đặt thì có thể là giao trong tháng 1 này hoặc trước Tết cho mọi người nha. Thì hôm nay là ngày 14 rồi. Xe đã có mặt tại đại lý For Bình Triệu mọi người ha. Cái giá niêm yết của con xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản full thì là 925 triệu, chưa bao gồm phí lăn bánh ha. Thì giá có một chút thay đổi so với phiên bản trước đời 2020. Thì ngoài cái giá thay đổi đó thì cũng có một vài sự thay đổi nhẹ, như mọi người có thể thấy phía trước là cái mặt ga lăng cũng thay đổi ha, rồi cái mâm. Mâm thì nhìn thể thao và mạnh mẽ hơn, kết hợp với đó là cái dòng chữ Wildtrak, viền chữ màu cam. Rồi kế tiếp nữa là cái thanh thể thao, Wildtrak thì cũng làm điểm nhấn màu cam phía sau, nhìn cho nổi bật con xe. Mọi người có thể thấy cái cảnh sau thì Ranger Wildtrak phiên bản 2021 bản full này thì cái cạnh sau thì sơn bóng và cái nắm tay cốp sau vậy ha. Cái chữ Wildtrak này thì cũng nổi bật hơn. Gần đây thì mọi người tìm cái phiên bản Ford Ranger Wildtrak phiên bản full này rất là nhiều nha. Do đợt cuối năm vừa rồi thì có phiên bản Ranger Wildtrak phiên bản giới hạn limited, thì nay không còn cái phiên bản giới hạn limited đó nữa, mà phiên bản Wildtrak full nha. Đây cái nội thất phía trong ha. Nó cũng giống như cái phiên bản đợt trước thôi, thì ghế là ghế nha, với lại trên táp lô thì cũng da. Và có điểm nhấn là cái ghế thì được viền màu cam, nhìn rất là đẹp, rất là nổi bật. Màn hình cũng vậy mọi người ha. Đây tay nắm cửa cũng sơn đen luôn nha. Hầu như phiên bản 2021 nó làm cho cái xe nó nhìn nó mạnh mẽ hơn, thể thao hơn rất là nhiều. Đèn thì vẫn giữ nguyên bản là đèn full led kết hợp với đèn chiếu sáng ban ngày. Logo Ford vậy ha. Logo Ford thì không còn màu xanh như thường lệ nữa, màu đen. Cái mặt tiền cân năng thì nhìn rất là khỏe khoắn với khí đồng học cao hơn. Hiện tại giờ bên đại lý Ford Bình Triệu em thì có hỗ trợ ngân hàng vay nhanh trong vòng 10 phút ra thông báo cho vay nha. Đối với những khách hàng nào mà cần mua xe trước Tết ha, để có xe chạy kịp dịp Tết này thì có thể liên hệ với Mr. Trang để Mr. Trang hỗ trợ mọi người cái phần vay vốn cho nó nhanh lẹ với đúng tiến độ ha. Cảm ơn mọi người đã xem cái video chia sẻ cái chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản full. Mọi người có quan tâm tới dòng xe Ranger Wildtrak bản full này thì liên hệ với Trang. Xin cảm ơn mọi người đã xem cái video ha. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của Trang để đón xem nhiều cái video hay hơn ha. Xin cảm ơn mọi người.